Thời gian gần đây thì giới trẻ đang đổ dồn sự chú ý vào món mì bay độc đáo đang làm mưa làm gió ở tại đất nước Singapore. Và đến thời điểm hiện tại thì món ăn thần thái này đã cập bến ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì không ít thực khách đã nhanh chóng tìm đến để trải nghiệm, đặc biệt là selfie với tô mì bay để check-in trên mạng xã hội. Điểm hấp dẫn của món ăn này không những nằm ở hương vị mà còn bắt mắt bởi hình ảnh sợi mì vắt qua đôi đũa tre treo lơ lửng trên không. Nhìn vào những hình ảnh này, chắc hẳn nhiều người thắc mắc tại sao chiếc đũa với những sợi mì vàng ươm lại có thể bay trên không như thế. Và câu trả lời là đây. Đây là dụng cụ quyết định sự thành công của mì bay. Sau khi chuẩn bị những nguyên liệu như gà cay, chả gà và mì trụng, tất cả sẽ được mang tạo hình, trang trí. Để mà ý tưởng này nó chạy nhanh có thể thì mình đã cho với một cái tô bằng nhựa Thái Lan của mình. Ở dưới đó mình sẽ khoét một cái lỗ và như đó sẽ bắt một cái gọi là một cái cây trụ từ dưới lên và nó chống đỡ lên cho đó và đồng thời trên cái trụ đó mình khoan hai cái lỗ để cho đất bắt đôi đũa qua thì dựa vào đó mình sẽ treo được mì bay. Trước khi khám phá món ăn, hầu hết thực khách đều phải làm thủ tục là selfie với nó và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng háo hức tạo dáng với những sợi mì treo lơ lửng trên đôi đũa bay. Là phiên bản biến tấu của mì bay Singapore truyền thống. Em có lướt ở trên Facebook, em thấy nhiều trang chia sẻ. Cái em rủ các bạn cùng đến đây để thưởng thức. Đây chắc là chào lưu mới. Em mới kêu ra mới chụp hình thôi, chị chưa up Facebook. Về up sau. Thấy đũa nó bay thì rất là lạ nên em muốn khám phá thử có gì trong đó. Dạ nó lạ, mì thịt gà nó ngon, mì lạ hơn bình thường. Em thấy mỗi lần có món mới là mọi người đều tìm hiểu và đi ăn. Mì bay ở thành phố Hồ Chí Minh ăn kèm với gà chiên giòn cay, chả gà bọc trứng muối và nước mắm tỏi ớt. Để thưởng thức, thực khách chỉ cần gấp sợi mì xuống, chấm vào nước sốt, rồi cho vào chén của mình và tận hưởng hương vị của món ăn. Mà dù biết những dạng món ăn trào lưu này chỉ là hiệu ứng đám đông, đa phần đến từ mạng xã hội, thế nhưng nó đã góp phần phản ánh gu ẩm thực đa dạng của giới trẻ và họ cũng đang hứng thú chờ đợi món ăn lên ngôi kế tiếp là gì.